Hello, chào mừng anh em đã quay trở lại với Full Stack. Hôm nay thì mình sẽ làm một video tutorial liên quan đến GitHub page. Và ở trong cái video này thì mình sẽ hướng dẫn setup cũng như là config một cái custom domain name để thay thế cho cái domain mặc định của trang GitHub page. Nếu anh em đang sở hữu một cái domain name cũng như là đã có một cái trang GitHub page thì có thể thử làm cái tutorial này để setup domain name nhé. Ok, chúng ta cùng nhau bắt đầu. Đầu tiên thì mình sẽ mở GitHub repository chứa source code của GitHub page. Và như các bạn đã biết thì tên của cái repository này sẽ sử dụng format mở đầu bằng GitHub username, sau đấy là .github.io. Thì ở trong cái repository này sẽ chứa một cái entry point file có tên là index.html, và ngoài ra sẽ có các cái folder chứa các cái file như là JavaScript, file CSS hay là file ảnh. Thì đây là cái folder structure rất là cơ bản khi các bạn tạo một cái static HTML page. Tiếp theo thì mình sẽ click vào cái tab setting, và ở phần menu bên trái thì mình sẽ lựa chọn là page. Ở trong cái màn hình này thì mình có thể quản lý được các cái configuration của GitHub page. Đầu tiên là mình có thể kiểm tra được cái domain hiện tại để access tới cái trang GitHub page. Tiếp theo là mình có thể thay đổi được cái branch để lưu trữ source code cũng như là cái folder. Hiện tại thì mình đang sử dụng folder là root. Tiếp theo là mình có thể lựa chọn được cái theme của cái GitHub page. Và cuối cùng là setup custom domain name cho GitHub page. Đây là cái nội dung chính của cái video này. Tiếp theo thì mình sẽ chuyển qua một cái màn hình khác là của dịch vụ Google Domain. Mình đã mua cái domain ở trên cái dịch vụ này, và cái domain của mình sẽ có tên là phu-lê.dev. Tiếp theo thì mình sẽ chuyển qua một cái document của GitHub liên quan tới setup custom domain name cho GitHub page. Và ở trong cái document này thì mình sẽ kéo xuống dưới và tìm cái phần liên quan đến setup subdomain. Trong video này thì mình sẽ sử dụng subdomain để trỏ tới cái GitHub page. Lý do bởi vì là khi các bạn sử dụng subdomain thì các bạn sẽ có thể tăng được cái tính tái sử dụng của cái domain của bạn. Tiếp theo thì mình sẽ quay trở lại màn hình quản lý của GitHub page. Và ở cái phần custom domain thì mình sẽ điền subdomain có tên là fullstack.ge. Thì đấy là cái subdomain mà mình sẽ sử dụng. Tiếp theo thì mình sẽ copy cái root domain của mình là phu-lê.dev và paste vào cái phần phía sau subdomain. Và mình sẽ có một cái domain đầy đủ là fullstack.ge.phu-lê.dev. Thì mình sẽ ấn save, và lúc này GitHub sẽ bắt đầu quá trình config cái custom domain của mình. Bước tiếp theo mà mình cần phải làm là khởi tạo cái subdomain fullstack.ge. Và mình sẽ mở cái trang quản lý của Google Domain. Ở trong cái menu bên trái thì mình sẽ lựa chọn là DNS. Tiếp theo là click vào Manage Custom Records. Tiếp theo là click vào Create New Record. Đối với cái New Record này thì mình sẽ lựa chọn cái Time là Gname. Ở phần Host thì mình sẽ điền là FullStackerGe là tên của cái subdomain. Ở phần TTL thì mình sẽ để nguyên là 3600. Ở cái phần Data thì mình sẽ điền là cái domain mặc định của GitHub page. Đối với mình sẽ là p-lê.github.io. Như thế này là mình đã tạo xong được cái subdomain fullstack.ge. Tiếp theo thì mình sẽ quay trở lại với cái document của GitHub. Và mình sẽ có một cái bước cần làm tiếp theo là sử dụng command dig dig để kiểm tra cái subdomain của mình. Mình sẽ mở cái terminal của Visual Studio Code và gõ cái command này. Kết quả ra như thế này, tức là cái subdomain của mình fullstack.ge đã hoạt động. Và từ bây giờ tất cả các request gửi tới fullstackerge.phu-lê.dev sẽ được routing tới cái domain mặc định của GitHub page là p-lê.github.io. Tiếp theo thì mình sẽ mở browser và thử access tới cái subdomain nhé. Ở đây thì mình cũng xin lỗi các bạn một chút là hiện tại thì browser của mình sử dụng mặc định là tiếng Nhật, cho nên là chữ như này đã hơi khó hiểu một chút. Tuy nhiên thì nếu các bạn nhìn sơ qua thì có thể thấy là đang có một cái lỗi gì đấy liên quan tới SSL certificate. Có vẻ như là certificate chưa được setup đối với cái subdomain của mình. Tiếp theo thì mình sẽ mở cái trang config của GitHub page. Ở trong cái trang này các bạn sẽ kéo xuống phần phía dưới và có thể thấy có một cái checkbox có tên là enforce https. Ở trong cái phần giải thích của cái checkbox này sẽ có đề cập tới là certificate chưa được gắn với cái subdomain của mình. Và ở trong cái giải thích này cũng kèm theo một cái link trỏ tới cái document liên quan đến setup HTTPS. Ở trong cái document này sẽ có một cái mục lục liên quan tới cái vấn đề mà mình đang gặp. Thì theo như cái giải thích ở trong này ấy, thì tức là sau khi mình thay đổi cái custom domain của GitHub page thì GitHub sẽ tạo tự động một cái process để lấy một cái TLS certificate từ cái dịch vụ gọi là Let's Encrypt. Thì đấy là cái dịch vụ
khởi tạo certificate miễn phí, rất là hay. Điều này có nghĩa là mình sẽ cần phải chờ từ 15 đến 30 phút để GitHub hoàn tất cái quá trình setup certificate đối với cái subdomain của mình. Sau một khoảng thời gian chờ tầm 10 đến 15 phút thì mình sẽ mở trở lại GitHub page. Và lúc này các bạn có thể thấy là có một cái pop-up hiện ra với nội dung ấy là GitHub đang provision TLS certificate cho cái subdomain của mình. Mình sẽ chờ tiếp cho tới khi GitHub hoàn tất cái quá trình provision này. Và khi hoàn tất ấy, thì các bạn có thể thấy là ở phần cái bên phải của cái custom domain thì sẽ có cái dấu tích xanh, nghĩa là GitHub đã hoàn tất cái quá trình provision. Tiếp theo thì mình sẽ mở lại browser và thử access tới cái subdomain của mình. Và các bạn có thể thấy là hiện tại thì mình đã có thể access tới GitHub page sử dụng cái subdomain. Mình có thể kiểm tra sơ qua cái certificate đang được sử dụng đối với cái subdomain của mình. Hiện tại thì cái certificate này được cấp bởi LexEnScript và có hạn sử dụng tới tận tháng 6. Đến đây thì coi như là mình đã hoàn tất cái video tutorial này. Mình có thể sử dụng cái subdomain để access tới cái trang GitHub page của mình. Hy vọng là các bạn có thể làm theo. Good luck!